Mỹ sẽ đáp trả nếu Trung Quốc cấp vũ khí cho Nga. Ông Biden cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả nếu Trung Quốc cấp vũ khí cho Nga, cho rằng kế hoạch hòa bình của Bắc Kinh chỉ có lợi cho Moscow. Biện pháp đối phó sẽ như với các nước đã vượt qua làn ranh. Nói cách khác, chúng tôi đã và sẽ áp đặt biện pháp trừng phạt nghiêm khắc với bất kỳ ai làm điều đó. Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời phỏng vấn hôm 24 tháng 2, khi được hỏi về khả năng Trung Quốc chuyển vũ khí hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 19 tháng 2 nói rằng, Trung Quốc có thể đang xem xét cung cấp từ đạn dược đến vũ khí, nhằm hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ba ngày sau, tờ Wall Street Journal của Mỹ dẫn nguồn tin từ quan chức cấp cao cho biết, Mỹ đang xem xét công bố tin tình báo rằng Trung Quốc có thể chấm dứt chính sách không cung cấp vũ khí cho Nga. Trong cuộc phỏng vấn hôm qua, Tổng thống Biden cho hay trong cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 11 năm ngoái, ông đã cảnh báo ông Tập về hậu quả kinh tế của việc hỗ trợ Nga. Nếu Trung Quốc ủng hộ hành động của Nga, đất nước ngài sẽ phải đối mặt hậu quả tương tự Nga, ông Biden nói với ông Tập, đề cập việc 600 tập đoàn Mỹ đã rời Nga sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng theo dự đoán của ông, Trung Quốc sẽ không cung cấp vũ khí cho Nga. Chúng tôi chưa ghi nhận việc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga và tôi cũng không cho rằng họ sẽ làm vậy. Trung Quốc nhiều lần phủ nhận cáo buộc của Mỹ về chuyển giao vũ khí cho Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố Mỹ, bên cung cấp nhiều vũ khí nhất cho Ukraine, đang bôi nhọ Trung Quốc và cảnh báo điều này không chỉ ảnh hưởng đến tiến trình giải quyết xung đột Ukraine, mà còn tác động tiêu cực đến quan hệ chung, Mỹ. Đề cập kế hoạch hòa bình cho Ukraine mà Trung Quốc mới công bố, ông Biden cho rằng để Trung Quốc đứng ra làm trung gian cho cuộc chiến Ukraine là không hợp lý. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang quan ngành kế hoạch đó, vậy làm sao nó có thể tốt được? Tổng thống Mỹ cho hay, tôi không thấy kế hoạch đó có lợi cho bất kỳ ai khác ngoài Nga. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng bác khả năng cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine trong tương lai gần. Lúc này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa cần đến tiêm kích F-16, ông nhấn mạnh. Trung Quốc ngày 24 tháng 2 công bố tài liệu 12 điểm về xung đột Nga-Ukraine, trong đó kêu gọi các bên hỗ trợ Moscow và Kiev nối lại đối thoại giải quyết khủng hoảng. Tài liệu này phản đối sử dụng và đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ người dân vô tội. Trung Quốc cũng phản đối những lệnh cấm vận đơn phương không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Nga hoan nghênh đề xuất giải quyết xung đột với Ukraine mà Trung Quốc đưa ra, đồng thời khẳng định sẵn sàng đạt mục tiêu chiến dịch quân sự bằng biện pháp chính trị và ngoại giao. Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông dự định gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bàn về kế hoạch hòa bình do Bắc Kinh đề xuất. Chuyến tàu đưa Tổng thống Biden tới Kiev, Alexander Kamysin gần như thức trắng đêm để giám sát chuyến tàu dài 10 tiếng đưa Tổng thống Biden từ Ba Lan tới thủ đô Ukraine an toàn. Alexander Kamysin, người đứng đầu công ty đường sắt Ukrlinytsy của Ukraine, cùng đội ngũ của ông trong năm qua đã đưa nhiều lãnh đạo thế giới và phái đoàn ngoại giao tới Kiev gần như hàng ngày. Trong những hành trình như vậy, ông thường ngủ được rất ít. Nhưng vào đêm 20 tháng 2, khi đoàn tàu có biệt danh hỏa xa một đưa Tổng thống Mỹ Joe Biden thực hiện hành trình xuyên màn đêm từ ga tàu ở Ba Lan tới Kiev, ông đã không chợp mắt được chút nào. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn tại nhà ga chính ở Kiev, Kamysin chia sẻ an ninh là yếu tố quan trọng nhất với những hành trình như vậy. Chúng tôi chưa từng có một vụ rò rỉ thông tin nào. Không có bất kỳ bức ảnh nào bị rò rỉ từ các nhân viên phục vụ trên tàu. Chúng tôi tôn trọng tính bảo mật của các phái đoàn ngoại giao, ông nói. Khi Tổng thống Mỹ đến một đất nước đang có chiến tranh bằng tàu hỏa, đó không còn là thách thức nữa. Kamysin mỉm cười, nói. Thời gian họ ở trên tàu nhiều hơn ở Kiev. Ông Biden đã có 20 tiếng trên tàu và gần 5 giờ ở Kiev. Mọi người biết người Ukraine dũng cảm, nhưng chúng tôi cũng muốn họ biết rằng chúng tôi rất hiếu khách. Dù Mỹ cho biết, họ đã thông báo về chuyến thăm Ukraine của ông Biden cho Nga trước vài giờ nhằm tránh tính toán sai lầm, hành trình đưa ông chủ Nhà Trắng tới Kiev vẫn được bảo mật rất chặt chẽ với các bên khác. Thay vì đoàn tháp tùng 13 phóng viên như thường lệ, chuyến thăm Kiev lần này của ông Biden chỉ có hai nhà báo, gồm Sabrina Siddiqui của WSJ và Evan Vucci của AP. Họ phải tuyên thệ giữ bí mật và bị tịch thu điện thoại cho tới khi đoàn tới Kiev. Đoàn tùy tùng của Tổng thống Biden cũng không đông khi chỉ có nhóm cận vệ nhỏ và ba quan chức cấp cao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, Phó chánh văn phòng Jen O'Malley Dillon và Giám đốc điều hành phòng bầu dục Anita Mancini. Ông Biden bay bằng chuyên cơ từ căn cứ không quân Andrews ở Maryland để tới sân bay Resiojasionka ở đông nam Ba Lan. Từ đây, đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Mỹ đến nhà ga BRZEMISL Cloney ở biên giới lúc 21 giờ 15 phút ngày 19 tháng 2 để bắt đầu hành trình khá dài và mệt nhọc tới Kiev. Theo những nguồn tin am hiểu chuyến đi, đoàn tàu hỏa xa 1
có khoảng 7 đến 8 toa và hầu hết đều có lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. Trước khi khởi hành, ông Biden, đội an ninh và các nhân viên Nhà Trắng được dẫn tới toa ngủ của họ ở phía đầu đoàn tàu, trong khi các nhà báo được đưa tới toa phía sau. Những bức ảnh của phóng viên AP cho thấy các toa tàu được bài trí theo phong cách sang trọng, có bàn dài bằng gỗ cứng, sofa bọc da bóng và TV. Camisin cho hay họ luôn phải để ý tới từng tiểu tiết ngoại giao trên chuyến tàu đưa các lãnh đạo tới Kiev. Khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới Kiev bằng tàu hỏa, phía Ukraine đã đặt một bình hoa diên vĩ Iris trong toa tàu, nhằm thể hiện sự đánh giá cao về cam kết cung cấp hệ thống phòng không Iris-T của Berlin. Trước đó, ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết về phong cách bài trí trên quả Sa 1, đưa Tổng thống Biden tới Kiev. Đội Ba Lan lúc 21 giờ 37 phút và phần lớn thời gian di chuyển trong màn đêm, trước khi tới Kiev vào buổi sáng hôm sau. Tàu tới ga Kiev Basajat-Hir Sky lúc 8 giờ sáng địa phương, nơi ông Biden gặp đại sứ Mỹ tại Ukraine, Rijitrin cùng một số người khác. Sau đó, đoàn xe hộ tống đưa ông tới cung điện Mariinsky gặp Tổng thống Zelensky. Tại đây, ông tuyên bố khoản viện trợ bổ sung 500 triệu USD cho Kiev và nói rằng Tổng thống Nga đã sai lầm khi cho rằng có thể chinh phục Ukraine dễ dàng. Tổng thống Biden nổi tiếng là người thích đi tàu. Khi còn là thượng nghị sĩ, ông thường đi lại bằng những chuyến tàu Amtrak nối giữa thủ đô Washington và Delaware. Thậm chí ông còn từng được đặc biệt danh là Amtrak Joe. Tuy nhiên, chuyến thăm Kiev của ông Biden không giống bất kỳ chuyến đi nào của các tổng thống Mỹ hiện đại tới các vùng chiến sự như Afghanistan hay Iraq, bởi Mỹ không có hiện diện quân sự tại Ukraine. Lần gần nhất ông Biden đến thăm Kiev là dưới thời Tổng thống Barack Obama, khi ông là phó tổng thống Mỹ. Thật tốt khi được trở lại Kiev, ông nói. Sau khoảng 5 tiếng ở Kiev, ông Biden trở lại ga tàu để bắt đầu hành trình 10 tiếng từ Ukraine về Ba Lan. Trên bàn của Tổng thống Mỹ trong đoàn tàu, Ukrainian để một thông điệp bày tỏ lời cảm ơn của công ty đường sắt Ukraine với Mỹ vì đã giúp đất nước chúng tôi tiến lên. Chúng tôi hứa sẽ không bao giờ dừng lại, thông điệp có đoạn. Sau khi xuống tàu ở ga BRZEMISL Glony, ông Biden đã ký tên vào thông điệp này. Bức ảnh chụp thông điệp cùng chữ ký của lãnh đạo Mỹ đã được đăng trên trang Facebook của công ty Ukrainian không lâu sau đó. Khi chuyến thăm đã hoàn tất và ông Biden trở lại Ba Lan an toàn, người đứng đầu công ty đường sắt Camisin đăng lời xin lỗi trên Twitter, không phải vì gây ra điều gì bất tiện cho phái đoàn Mỹ, mà là cho những hành khách thân thuộc của họ. Chúng tôi đã phải trì hoãn một số chuyến tàu để nhường chỗ cho quả Sa 1. Tôi và đội ngũ của mình rất tiếc vì điều đó, nhưng chúng tôi không thể làm gì khác được, ông viết. Nga cảnh báo phương Tây không liều lĩnh ở Moldova. Moscow sẽ coi mọi hành động đe dọa nhằm vào lực lượng Nga ở Transnistria là tấn công nước này, cảnh báo phương Tây không hành động liều lĩnh. Mọi hành động đe dọa đến an ninh của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Transnistria đều sẽ bị coi là tấn công nhằm vào liên bang Nga theo luật quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong tuyên bố ngày 24 tháng 2, đề cập đến vùng ly khai ở Moldova. Transnistria là vùng đất đất hẹp nằm giữa sông Dnister và biên giới Moldova, Ukraine. Nga gần đây cáo buộc Ukraine có kế hoạch tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình Nga để kiểm soát khu vực này. Chúng tôi cảnh báo Mỹ, các thành viên NATO và Ukraine không có bất cứ hành động liều lĩnh nào liên quan đến Transnistria, Bộ Ngoại giao Nga cho hay. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Transnistria tuyên bố ly khai khỏi Moldova, châm ngòi cho cuộc xung đột quân sự vào tháng 3 năm 1992 và kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7 năm 1992. Nga triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Transnistria từ năm 1993. Transnistria hiện có dân số khoảng 440.000 người. Nga đang duy trì 1.700 binh sĩ trong lực lượng gìn giữ hòa bình ở vùng ly khai này. Nga ngày 23 tháng 2 cáo buộc quân đội Ukraine đang tập trung đông đảo ở biên giới với khu vực ly khai của Moldova nhằm thực hiện kế hoạch đe dọa trực tiếp lực lượng gìn giữ hòa bình Nga. Tại đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ cáo buộc Kiev muốn kiểm soát Transnistria, nói Nga đang liên tục có hành động khiêu khích. Ngoại trưởng Moldova Nikubosku cũng mô tả bình luận của Nga là khiêu khích. Giới chức Moldova cho rằng đây là những tuyên bố vô căn cứ, được đưa ra để thao túng dư luận. Tình hình an ninh ở khu vực vẫn ổn định, ông Bosku viết trên Telegram ngày 24 tháng 2. Moldova có dân số gần 2,6 triệu người, giáp với Romania về phía Tây và Ukraine ở phía Bắc, Đông và Nam. Quan hệ giữa Nga và Moldova bắt đầu đi xuống từ năm 2021, khi chính phủ thân châu Âu lên nắm quyền ở Chisinau, và càng thêm tồi tệ sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine cuối tháng 2 năm 2020. Ukraine tuyên bố chuẩn bị giành lại Crimea. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang chuẩn bị vũ khí, thành lập các lữ đoàn tấn công để giành lại Crimea, bán đảo mà Nga đã sáp nhập.
chúng tôi đang chuẩn bị các bước đi về mặt quân sự, cũng như đã sẵn sàng về tinh thần. Về kỹ thuật, chúng tôi đang chuẩn bị vũ khí, củng cố lực lượng, thành lập các lữ đoàn tấn công với nhiều mục đích khác nhau. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói tại cuộc họp báo ngày 24 tháng 2, khi được hỏi về kế hoạch giành lại Crimea trong năm nay. Ông cũng cho hay Ukraine đã cử binh sĩ tham gia các khóa huấn luyện ở nước ngoài. Sau đó sẽ là những bước đi phù hợp để giành lại lãnh thổ, ông nói thêm. Tổng thống Ukraine không nói rõ những bước đi này là gì và thời điểm phát động tấn công. Theo ông, việc nêu ra thời điểm giành lại toàn bộ lãnh thổ có thể là sai lầm, dù bất cứ người Ukraine nào cũng mong muốn có chiến thắng quyết định. Nếu chỉ bày tỏ cảm xúc, mong muốn và lời nói là không đủ, chúng ta phải hành động. Mọi thứ phụ thuộc vào chúng ta, ông cho hay. Ông Zelensky cũng nói rằng nếu không có đủ vũ khí, đạn và pháo, Ukraine có thể thua, nhưng đoàn kết dân tộc vẫn là yếu tố quan trọng nhất để giành chiến thắng. Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ hồi năm 2014. Nga nói rằng kết quả trưng cầu dân ý cho thấy hầu hết người dân Crimea muốn trở thành một phần của Nga, song Ukraine và các nước phương Tây xem động thái này là bất hợp pháp. Không lâu sau khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, Moscow đã kiểm soát các dải đất ở đông nam Ukraine để có thể tạo ra hành lang trên đất liền từ Donbass đến Crimea. Giới chức Ukraine nhiều lần khẳng định Crimea là mục tiêu quan trọng trong các đợt phản công của họ và tuyên bố sẽ giành lại những vùng lãnh thổ đã mất. Điện Kremlin tháng trước cảnh báo Ukraine tấn công Crimea là hành động nguy hiểm, sau khi có tin Mỹ đang muốn giúp Kiev thực hiện kế hoạch này. Nó có nghĩa là đưa cuộc xung đột lên một tầm cao mới, và điều đó sẽ không tốt cho an ninh toàn cầu, cũng như toàn châu Âu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.